Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ vào bếp và làm món há cảo chiên giòn. Thì tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị gồm có 300g thịt nạc xay, 100g giò sống, 100g tôm bóc nõn, su hào, cà rốt, nấm hương, mộc nhĩ, một ít rau thơm. Và đây là cái lá cảo mình chuẩn bị để gói. Thêm một ít chanh tỏi để lát nữa mình pha mắm. Làm cái món này thì mình sẽ cho thêm cà rốt và su hào vào để ăn để nó chống ngán. Nó sẽ rất là mềm. Thế bây giờ thì mình mời tất cả các bạn hãy cùng vào bếp để thực hiện với mình nhé. Su hào và cà rốt thì mình sẽ đi mình bào sợi nhỏ. Nấm hương và nấm tai bèo thì mình sẽ thái thật nhỏ ra, mình thái thêm một ít rau thơm vào để lát mình trộn vào cho nó thơm. Phần tô bóc nõn này thì mình cũng thái hạt đều thật nhỏ. Và sau bây giờ thì mình sẽ cho hết các nguyên liệu vào cái chậu này. Sau đó thì mình sẽ đi mình ướp gia vị. Mình sẽ ướp vào đây là 2 thìa cà phê bột lêm. Một thìa cà phê bột ngọt. Sau đó mình trộn đều lên và ướp khoảng 15 phút để cho thấm gia vị. Cho thêm một ít tiêu xay vào cho thơm. Mình sẽ thấm một ít nước lên cái viền lá này để mình gói cho nó dính vào nhau.
Cái món lá cảo này mình đã chiên xong, ăn nóng thì sẽ rất là giòn và ngon. Và cái món này thì mình sẽ chấm với cả mắm chua ngọt và ăn kèm với rau sống. Mình chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.